Hello, xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Lại là Nam đây ạ. Thì trong cái quá trình Nam bán xe, Nam nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý anh chị khách hàng. Nhưng mà trong đó có một câu hỏi Nam suy nghĩ hoài không biết trả lời sao cho nó gọi là hợp lý anh chị. Thì khách hàng hỏi Nam á là: Nam ơi, thời điểm nào trong năm thì nên mua xe nhất? Nói một cách dễ hiểu hơn đó là trong năm á là thời điểm nào giá xe rẻ nhất để xuống tiền mua? Thì đa số quý anh chị khách hàng thường hay nghĩ đến tháng 7 âm lịch đúng không ạ? Nhưng mà cái giá xe của mình anh chị nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính. Cái này là do cái kinh nghiệm bán hàng của Nam đúc kết ra thôi nha. Thứ nhất đó là cái lượng cung cầu hàng hóa, cái thứ hai là cái sức hút của thị trường, chỗ anh chị mạnh hay yếu, thì hai cái yếu tố này quyết định cái giá xe nó cao hay thấp. Nam sẽ lấy một cái ví dụ điển hình cho anh chị ha. Chiếc xe mà anh chị đang xem trên màn hình đây chính là chiếc xe SH 125i 2024. Xe này là phiên bản tiêu chuẩn thắng địa thường CBS màu đỏ nha anh chị, đỏ này đỏ đậm ha. Thì nếu mà Nam nhớ không lầm, cái thời điểm tháng 7 anh chị, tháng 7 âm lịch của mình á, thì chiếc xe này nó có giá rơi vào đâu đó tầm khoảng 79 triệu anh chị. Nhưng thời điểm hiện tại này, cái thời điểm mà Nam đang quay clip nè, thì cụ thể ngày hôm nay là ngày 9 tây tháng 12 2023 rồi. Thì chiếc xe này bên Nam đang bán ra với mức giá là 77 triệu 600 ngàn anh chị. Nhưng đặc biệt hơn nữa là trong tháng 12 này, anh chị mua chiếc xe này tại cửa hàng của Nam còn có thêm một cái chương trình là giảm tiền mặt trực tiếp 1 triệu đồng. Tức là 776 giảm thêm 1 triệu là còn 76 triệu 600 ngàn. Nó còn thấp hơn cả thời điểm tháng 7 âm lịch luôn anh chị. Chưa bao giờ mà Nam thấy cái giá xe SH 125i thời điểm hiện tại này mà giá lại tốt đến như vậy luôn anh chị. Đây có thể nói là thời điểm cực kỳ thích hợp để xuống tiền mua SH 125i. Nam chỉ nói riêng về cái mẫu SH 125i bản tiêu chuẩn này thôi nha. Đây là một cái những cái ví dụ điển hình. Chứ anh chị hỏi Nam cái giá xe thời điểm nào trong năm là tốt nhất thì Nam không trả lời được anh chị. Cái này nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, nhưng mà có hai yếu tố chính mà Nam đúc kết ra Nam chia sẻ với anh chị đó. Thì 76 triệu 600 là giá xe đã trừ khuyến mãi rồi, và giá này đã bao gồm VAT rồi nha anh chị, nhưng mà chưa bao gồm biển số ha. Anh chị mua về anh chị đóng thêm cái thế trước bạ với cái phí biển số nữa là ra giá lăn bánh hoàn chỉnh, ra tên, ra cà vẹt luôn nha anh chị. Nhưng mà đặc biệt hơn chỗ này nữa nè, những anh chị nào mua chiếc xe này tại cửa hàng của Nam và đăng ký thuộc về các huyện trong khu vực tỉnh Đồng Tháp thì Nam sẽ bao giấy tờ cho anh chị ra tới biển số luôn, anh chị sẽ không tốn thêm tiền nữa nha anh chị. Lưu ý ha, mua xe này tại cửa hàng của Nam và đăng ký thuộc về các huyện trong khu vực tỉnh Đồng Tháp, ví dụ như huyện Cao Lãnh, huyện Tháp 10, huyện Lai Dung, huyện Tam Nông, huyện Tân Hồng gì đó vân vân, thì Nam sẽ hỗ trợ bao anh chị thuế trước bạ và phí biển số luôn, 76 triệu 600 ra tới biển số luôn nha anh chị, không tốn thêm tiền nữa nha, lưu ý nha. Và giá xe thì nó có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm chứ không cố định nha anh chị. Ví dụ như anh chị muốn biết giá chiếc xe này thời điểm anh chị mua nó có thay đổi gì không thì anh chị vui lòng liên hệ Nam ha. Hiện tại thì Nam đang là nhân viên bán hàng của Hết Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên Nam nằm ở khu vực Cao Lãnh của Đồng Tháp nha anh chị. Anh chị nào mà ở gần khu vực này có nhu cầu muốn mua xe đó thì nhấp vào phần mô tả video sẽ ra địa chỉ và số điện thoại liên hệ bên Nam ha, mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh chị. Tại vì trong video của Nam lúc nào cũng có câu kèm theo là giá xe thì có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm chứ không cố định. Tại vì nhiều anh chị khách hàng đi mua xe á, hỏi sao lúc báo giá trên video giá vậy mà giờ tới cửa hàng nó lại là giá khác, nó kỳ vậy. Không có kỳ anh chị, thì giá xe nó không có cố định, Nam chỉ báo giá chính xác nhất là vào ngày 9 tây tháng 12 2023 là thời điểm Nam đang quay clip nè. Nếu như đến cái thời điểm mà anh chị mua giá nó không thay đổi thì Nam sẽ báo lại cái giá này. Còn nếu như giá anh chị mua, thời điểm anh chị mua mà giá chiếc xe này thay đổi thì bắt buộc Nam phải báo giá mới. Tại vì giá xe do công ty quy định và đưa ra, Nam là nhân viên bán hàng ha, thì thực hiện theo quy định của công ty. Cái này anh chị thông cảm ha. Những anh chị nào ngoài tỉnh mua xe này thì Nam giao xe, giao hồ sơ gốc, về mình đóng thêm cái thế trước bạ với cái phí biển số nữa là xong, hoàn chỉnh. Riêng cá nhân Nam thấy ha, cái này Nam không có nói là so sánh giá chỗ Nam với chỗ khác ha. Nam chỉ nói là giá tốt, chiếc xe này giá tốt tại thời điểm khu vực của Nam, thời điểm hiện tại so với thời điểm trước đây thôi, chứ Nam không có so sánh giá chỗ Nam với những chỗ khác nha anh chị. Giá chiếc xe này thời điểm hiện tại so với thời điểm trước là nó rẻ hơn rất rất nhiều anh chị, và thời điểm cực kỳ thích hợp để chúng ta xuống tiền mua chiếc xe này nếu như anh chị nào đang có nhu cầu. Nam nghĩ đây có thể là một cái mức giá sàn luôn, không thể nào mà xuống nữa. Nam nghĩ là từ đây tới Tết nó chỉ có lên giá lại thôi. Và thông thường mọi người hay nghĩ là Tết mua đi, Tết nó sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi, giá xe nó sẽ giảm. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm bán hàng của Nam thì Nam thấy là thông thường Tết giá xe lúc nào cũng lên chứ chị. Tại vì nhu cầu mua sắm Tết rất là cao, năm nào cũng vậy hết. Thì cái giá xe lúc nào nó cũng
lên hết. Thì cái này nè, mình không có cái cơ sở dữ liệu nào để nói rằng giá xe nó tăng hay nó giảm nha anh chị. Cái này là dựa vào kinh nghiệm bán hàng và cái suy đoán của anh em thôi. Đó, thì thông thường bán hàng hàng năm á, thì năm thấy như vậy thì anh em đúc ra một cái kinh nghiệm em chia sẻ với anh chị thôi. Và những anh chị nào mà có nhu cầu mua xe trong dịp Tết á, thì anh em sẽ có hai cái gợi ý. Thứ nhất là mua xe đừng có gần Tết quá. Thứ nhất là giá xe nó cao là chắc chắn luôn á. Thứ hai là quá trình làm giấy rất chậm anh chị. Tại Tết ai cũng mua cho hồ sơ rất là nhiều, làm rất là lâu. Trước tốt nhất là anh chị nên mua xe trước Tết tầm khoảng tối thiểu là nửa tháng là ok nhất. Còn nếu mà bất chỉ quá mua cận Tết thì chúng ta mua. Còn nếu mà chúng ta thông thoáng thời gian thì nên mua xe trước tầm khoảng nửa tháng là ok nha. Cái đây là cái gợi ý thôi nha. Còn tiền của anh chị trong túi anh chị là quyền quyết định, là nằm trong tay của anh chị ha, không có ép buộc mình hết. Tất cả trong thông tin trong video của Nam chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Đó, nếu như anh chị cảm thấy thông tin nào hữu ích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Nam vậy thôi. Còn cảm thấy thông tin này tào lao xàm xàm quá thì vui lòng bỏ qua video này giúp Nam ha. Rồi quay trở lại nha. Còn SH này 125 bản tiêu chuẩn này là 2024 nha. Có nhiều khách hàng nói là sao biết 24, 23 thì nó sẽ có 3 điểm ha. 3 điểm cơ bản để cho anh chị nhận biết nhanh. Thứ nhất là phuộc nè, lò xo phuộc sơn bạc. Còn 23 là lò xo phuộc sơn đen. Cái thứ hai là mâm trước mâm sau, 23 là sơn đen qua 24 sơn bạc lại. Cái tiếp theo nữa, một điểm mà dễ nhận dạng nhất đó chính là cái tem nhãn dán năng lượng chỗ cái bánh trước nè. Anh chị nhìn bánh trước này ha, nhìn cái mỏ dè trước nè, ở phía sau nè nó có dán cái tem nhãn dán năng lượng nè. Đó, 2,52 lít trên 100 km của SH125i. Còn cái thằng 2023 nó là 2,46 nha anh chị. Đó, nó khác biệt ha. Chúng ta nhìn vào cái đó là chúng ta có thể phân biệt được ngay. Đó. Con này màu đỏ đậm nha anh chị. Khách hàng bên Nam hay gọi là đỏ đô, đỏ quyết, đỏ bồng cũng là em này đó, nhưng mà bên Nam hay gọi là đỏ đậm ha. Màu này thì phù hợp với những anh chị nào mà phong thủy là mệnh hỏa nha. Có nhiều anh chị khách hàng hỏi là mua xe nên mua 125 hay 160 thì Nam chia sẻ rất là nhiều rồi. Giờ nói ngắn gọn lại thôi ha. Những anh chị nào mà kinh tế tốt, nhiều tiền, gọi là tiền nhiều không biết làm gì á, thì cứ 160 chơi liền, khỏi suy nghĩ, khỏi lăn tăn. Còn nếu như anh chị nào kinh tế vừa phải, hoặc là nhu cầu sử dụng xe không cao, chỉ là mua xe về thỉnh thoảng đi uống cà phê, đi đám tiệc rồi đem cất, vậy thì 125 đi. Tại vì thực chất mà cái gọi là cái form dán bên ngoài 125 160 là nó y hệt nhau. Anh chị chạy trên đường chiếc này là nhìn không biết 125 hay 160 đâu. Chắc ăn 100% luôn. Rồi có một số anh chị mua xe xong rồi làm biển số xong rồi mua số 160 dán đây nè, là bảo đảm 100% không ai biết luôn. Đây, cốp xe nè anh chị. Thì cái này cái gợi ý thôi, còn ví dụ như anh chị thích 160 thì cứ mua 160. Thích 125 thì mua 125, nhưng mà tùy theo cái nhu cầu và cái kinh tế của mình anh chị. Remote đây, khóa thông minh, có sẵn tính năng báo động chống trộm nha anh chị, chúng ta không cần phải lắp đặt thêm ha. Đó, đây Nam lấy nét lại cho anh chị dễ xem ha. Đó, hai cái nha. Đó, mua xe mà anh ta giao có 1 cái, một quá thì đòi hỏi nha, đòi hỏi hai cái, còn nếu không thì không nhận xe. Đó, còn nếu mà trả góp á, thì chiếc xe này anh chị đưa trước số tiền tầm khoảng tối thiểu tầm khoảng 30 triệu. 30 triệu là có thể lên hồ sơ trả góp được. Thủ tục bây giờ thì chỉ cần căn cước công dân bản gốc đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu ha, không cần bằng lái, không cần hộ khẩu nha anh chị, chỉ cần duy nhất cái căn cước công dân bản gốc là được. Photo công chứng đóng mộc cũng không tác dụng nha anh chị, chỉ cần bản gốc ha, làm hồ sơ xong trả lại, nhưng mà nó yêu cầu công ty tài chính yêu cầu là phải có bản gốc mới được nha. Khung góp thì giờ linh hoạt rồi, 6 tháng, 9 tháng, 15, 18, 24 tháng anh chị. Cái này thì do mình chọn. Ví dụ như anh chị trả trước nhiêu, còn lại nhiêu, anh chị muốn góp tháng nhiêu tiền đó thì sẽ có nhân viên tư vấn với mình. Mình thấy khung nào hợp với mình thì mình chọn khung đó, chứ không phải là tính là bắt buộc mình phải chọn nha. Ta tính cho mình tham khảo trước. Và bên em có là hồ sơ online luôn. Online nghĩa là sao? Nghĩa là anh chị ở nhà cung cấp thông tin qua mạng xã hội, Zalo, Facebook gì đó, thì sẽ có bạn nhân viên liên hệ tư vấn cho mình. Mình cảm thấy ok thì lên hồ sơ. Chọn được cái khung móc nào đó phù hợp với mình thì lên hồ sơ. Rồi hồ sơ duyệt, mình chỉ việc là đến cửa hàng xem xe và nhận xe về thôi. Không cần đến cửa hàng trước. Còn anh chị nào có nhiều thời gian thì ok, đến cửa hàng xem xe kỹ càng, rồi là hợp đồng tại cửa hàng luôn. Đó. Màu đỏ, chứng tỏ yêu em. Rồi con này để trước đi sao ha. Nói chung là con này quá quen thuộc rồi nên em không có đi chi tiết lại, chỉ quay sơ lược bên ngoài thôi cho anh chị, chủ yếu là quan sát lại cái cách phối màu của chiếc xe này đó, và kiểu dáng của nó thôi. Chiếc xe này quá quen thuộc rồi, máy 125cc, công nghệ FB cộng, là công nghệ máy mới nhất. Vỏ trước vỏ sau 16, mâm trước mâm sau 16 inch, vỏ không có ruột, thắng để trước thắng để sau. Tuy nhiên con này để thường nhưng mà để kết hợp nha anh chị.
Nghĩa là bóp tháng sau thì nó sẽ liên kết với tháng trước luôn ha. Hôm gài đọc comment trên YouTube có một số anh chị nói trời này nó nhiều quá, không lẽ giờ nhìn chiếc xe này, xe này 7766 rồi xong rồi, đâu phải ai cũng biết về xe anh chị. Có người thì rất là rành về xe rồi, nhưng mà có người thì người ta chưa biết về xe. Thì anh chị nào mà đã quá rành về xe thì thông cảm bỏ qua giúp Nam ha. Tại vì trước khi mà mình mua một chiếc xe hay bất kỳ một cái sản phẩm, một cái điện thoại hay là một cái gì đó, thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu thông tin về nó. Có người tìm hiểu rất kỹ và rất nhiều nữa anh chị đó. Thì hy vọng rằng cái thông tin của Nam giúp ích được anh chị nào đó đang quan tâm. Còn ví dụ như anh chị nào quá rành về vấn đề này rồi thì thông cảm bỏ qua giúp Nam. Rồi, tóm lại một câu, anh chị nào yêu thích dòng xe SH Nam 125i thì đây là thời điểm cực kỳ tốt, xứng đáng để xuống tiền mua xe. Cái này là một cái chia sẻ chân thành nha anh chị. Nếu như anh chị đã có ý định thì nên mua ngay. Nam nghĩ là xe này không bao giờ xuống được nữa, nó chỉ có lên lại thôi. Hy vọng rằng cái suy đoán của Nam nó sẽ đúng ha. Tại vì giá xe thời điểm này hiện tại bây giờ nó đang rất là tốt, đặc biệt là con 125 CVS này. Rồi, nó cũng nhiều rồi. Chắc có lẽ bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây quá. Xe này Nam có sẵn giao ngay nha. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam ha. Một là nhấp vào phần mô tả video sẽ có địa chỉ và số điện thoại của Nam, Nam sẽ tư vấn cho anh chị. Còn không thì anh chị comment phía bên dưới để lại số điện thoại, Nam sẽ chủ động liên hệ lại tư vấn cho anh chị nha. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Nhớ đăng ký kênh của Nam nha, để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới nè, giá xe nè, chương trình trả góp nè, chương trình khuyến mãi nè. Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về xe, về giá xe, về trả góp, để cho anh chị nào quan tâm về dòng xe máy Honda thì sẽ dễ tham khảo hơn. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các anh chị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.